Chào mừng các bạn đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4 trang 17 đến trang 20. Tuần 20, bài 3, xôn xao mùa hè, sách chân trời sáng tạo. Khởi động, cùng bạn hỏi đáp về hoạt động em thích tham gia vào mùa hè. Như vậy các em hãy cùng bạn của mình hỏi đáp về cái hoạt động em thích tham gia vào mùa hè. Ví dụ như bạn sẽ hỏi là bạn thích làm gì vào mùa hè? Thả diều có vui không? Thì một bạn sẽ đáp lại là à, tớ thích thả diều. Rồi tiếp theo khám phá và luyện tập một nhỏ đọc bài thơ Xôn xao mùa hè trích. Mùa hè chui vào quả mít hóa thành muối mật vàng ong. Mùa hè mặt trời đỏ chót, chân đàn dưa hấu bên sông. Mùa hè trèo lên cây phượng, giăng đèn hoa đỏ cho em. Mùa hè bay qua mặt ruộng, từng bông lúa dậy hương chim. Mùa hè vẫn thường dậy sớm, luyện thanh cùng với bầy chim. Mùa hè chơi, trò tìm trốn, tiếng vế ẩn hiện gọi mình. Mùa hè ngồi bên lũ trẻ, nói dây cho diều lên cao, mùa hè bay lên thật dễ, với cùng tiếng sáo xôn xao, Nguyễn Hữu Quý. Như vậy chúng ta vừa đọc qua bài thơ Xôn xao mùa hè. Tiếp theo chúng ta sẽ trả lời câu hỏi 1. Bài thơ nhắc đến những sự vật nào vào mùa hè? Mỗi sự vật ấy được miêu tả bằng những từ ngữ hình ảnh nào? Thì bài thơ nhắc đến những cái sự vật và những cái sự vật ấy được miêu tả bằng những từ ngữ hình ảnh là: đầu tiên là quả mít thì được miêu tả bằng muối mật vàng ong. Tiếp theo mặt trời thì đỏ chót, dưa hấu thì đàn bên sông, cây phượng thì đèn hoa đỏ. Rồi tiếp theo mặt ruộng, bông lúa dậy hương chim, bầy chim thì luyện thanh, tiếng ve thì ẩn hiện, lũ trẻ thì nói dây diều, diều thì lên cao, tiếng sáo thì xôn xao. Tiếp theo số 2 nhỏ, mùa hè gắn bó với lũ trẻ như thế nào? Thì mùa hè gắn bó với lũ trẻ cùng những trò chơi thả diều, thổi sáo. Câu 3, theo em vì sao bài thơ có tên là Xôn xao mùa hè? Bài thơ có tên là Xôn xao mùa hè vì mùa hè hiện lên với những cái hình ảnh âm thanh như là tiếng chim, tiếng ve, tiếng sáo. Câu 4, bài thơ mang đến cho em những cảm xúc gì về mùa hè? Thì bài thơ gợi cho em nhớ tới những ngày nghỉ hè yên bình vui tươi với những loại hoa quả chín ngọt, những cánh đồng lúa vàng ươm, tiếng chim hót ríu rít vào mỗi buổi sáng sớm, tiếng ve kêu rộn rã cả ngày. Mùa hè là những chùm phượng đỏ tươi phủ kín sân trường, là những trò chơi dân gian cùng đám bạn mỗi buổi chiều. Rồi các em sẽ học thuộc lòng 2 đến 3 cổ thơ mà em thích. Tiếp theo hai nhỏ đọc mở rộng, sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm cuộc sống mến yêu. A nhỏ là tìm đọc một truyện cười viết về niềm vui tiếng cười trong sinh hoạt, ví dụ như lì đi chợ, truyện cười dân gian, mua kính, quốc quần giáo, hòa thư. Hoặc là niềm vui tiếng cười trong lao động như vậy, treo biển, truyện cười dân gian, uống sữa rất nguy hiểm, 101 truyện cười nghề nghiệp. Rồi phê phán cái xấu, ví dụ như các truyện thầy bói xem voi, truyện cười dân gian, ba điều ước, truyện cười dân gian. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm đọc một truyện về, viết về một truyện cười, viết về những cái chủ đề này. B nhỏ là ghi chép lại những cái nội dung thú vị vào nhật ký đọc sách. Rồi C cùng bạn chia sẻ truyện đã đọc, nhật ký đọc sách. D là thi cây hài nhí, kể và chia sẻ lý do em thích câu chuyện. Tiếp theo luyện từ và câu, thành phần chính của câu. Một nhỏ tìm từ ngữ in đậm trong mỗi câu sau.
Trả lời cho câu hỏi nào dưới đây? Cái gì còn gì ai? A. Người thợ đang xây dựng trạm phát sóng mới. B. Cột anten lẫn vào trong mây. C. Con sáo nâu là bạn của chúng em. Như vậy, chúng ta hãy cho biết những cái từ in đậm trong mỗi câu này trả lời cho câu hỏi nào. Đầu tiên câu A, người thợ thì sẽ trả lời cho là ai? Cột anten là cái gì? Và con sáo nâu là con gì? Như vậy, ở câu A, từ in đậm trả lời cho câu hỏi là ai? Câu B là cái gì? Và câu C là con gì? Hai nhỏ đặt câu hỏi cho từng từ ngữ in đậm trong các câu sau. A. Đám trẻ con chạy ùa ra sân. B. Món ăn mà em thích nhất là phở bò. C. Những đám cải bắp su hào xanh non mừng mỡ. Như vậy chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho từng từ in đậm là câu A là chạy ùa ra sân, B là phở bò, C là xanh non mừng mỡ. Thì chúng ta sẽ đặt câu như sau. Đám trẻ con làm gì thì đám trẻ con chạy ùa ra sân. B. Món ăn mà em thích nhất là gì? Là phở bò. Rồi C. Những cái bắp cải su hào nó như thế nào? Nó xanh non, mờn mỡ. Tiếp theo ba nhỏ đọc các câu ở bài tập 1 và bài tập 2 cho biết. A. Từ ngữ in đậm nào nêu người vật được nói đến trong câu? B. Từ ngữ in đậm nào giới thiệu hoặc là nêu hoạt động trạng thái của người vật được nói đến trong câu? Như vậy, chúng ta xem lại, đọc lại bài tập 1, bài tập 2. Thì từ ngữ in đậm nêu người vật được nói đến trong câu là người thợ, anten, con sáo, phở bò. Rồi từ ngữ in đậm giới thiệu hoặc là nêu cái hoạt động trạng thái của người vật được nói đến trong câu là chạy ùa ra sân, xanh non mừng mỡ. Ghi nhớ, câu thường gồm hai thành phần chính. Thành phần chính thứ nhất là chủ ngữ nêu người vật được nói đến trong câu. Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi ai còn gì cái gì. Thành phần chính thứ hai là vị ngữ giới thiệu hoặc là nêu hoạt động trạng thái đặc điểm của người vật được nói đến trong câu. Vị ngữ trả lời cho câu hỏi là gì, làm gì, thế nào. Tiếp theo bốn nhỏ xác định chủ ngữ và vị ngữ của mỗi câu trong đoạn văn sau. Mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời tối sầm lại, mưa bắt đầu trút xuống rào rào. Đàn gà nhanh chóng tụ tập dưới mái hiên, lũ gà con nép sát vào mẹ. Cây cối trong vườn hả hê tắm mưa, Hà Linh. Như vậy chúng ta sẽ xác định chủ ngữ vị ngữ của mỗi câu trong đoạn văn dưới đây. Như vậy, câu đầu tiên, mây đen ùn ùn kéo đến thì mây đen là chủ ngữ, ùn ùn kéo đến là vị ngữ. Tiếp theo câu bầu trời tối sầm lại thì bầu trời là chủ ngữ, tối sầm lại là vị ngữ. Mưa bắt đầu trút xuống rào rào thì mưa là chủ ngữ, bắt đầu trút xuống ào ào là vị ngữ. Tiếp theo đàn gà nhanh chóng tụ tập dưới mái hiên thì đàn gà là chủ ngữ, nhanh chóng tụ tập dưới mái hiên là vị ngữ. Lũ gà con nép sát vào mẹ thì lũ gà con là chủ ngữ, nép sát vào mẹ là vị ngữ. Cây cối trong vườn hả hê tắm mưa thì cây cối trong vườn là chủ ngữ, hả hê tắm mưa là vị ngữ. Tiếp theo số 5 nhỏ tìm chủ ngữ hoặc là vị ngữ phù hợp thay cho mỗi cái bông hoa dưới đây. Mùa xuân chiếu xuống mặt đất, hòa giọng véo von những khóm hoa. Theo Linh Hương, như vậy chúng ta sẽ tìm chủ ngữ hoặc là vị ngữ thay cho mỗi cái bông hoa này. Thì chúng ta có thể tìm các chủ ngữ như sau. Mùa xuân như thế nào? Đã về, vị ngữ. Mùa xuân, ở đây chúng ta tìm vị ngữ là đã về nè. Rồi câu tiếp theo, chiếu xuống mặt đất thì nắng, chiếu xuống mặt đất thì nắng là chủ ngữ. Rồi bầy chim hòa giọng véo von, như vậy hòa giọng véo von thì bầy chim, chúng ta tìm đây là chủ ngữ. Bầy chim là chủ ngữ, hòa giọng véo von là vị ngữ. Tiếp theo những khóm hoa đua nở thì ở đây chúng ta tìm vị ngữ, đua nở, những khóm hoa đua nở.
Tiếp theo, lập dàn ý cho bài văn miêu tả cây cối. Đề bài viết bài văn tả một cái cây bóng mát được trồng ở trường hoặc nơi em ở. Một nhỏ là dựa vào bài tập 2 trang 16 tiếng Việt 4 tập 2, lập dàn ý cho bài văn tả một cây bóng mát. Thì các em theo dõi cái sơ đồ như sau. Mở bài, chúng ta sẽ giới thiệu về cái cây bóng mát, về tên, nơi trồng. Thân bài thì các em sẽ tả cây bóng mát, kết bài thì nêu tình cảm, cảm xúc, liên hệ. Lưu ý là chúng ta xác định trình tự miêu tả cho phù hợp với mỗi cái đặc điểm hoặc là thời kỳ phát triển, thì chúng ta dùng từ ngữ gợi tả, hình ảnh so sánh để làm nổi bật cái bộ phận chọn tả. Ví dụ, dàn ý tham khảo. Mở bài giới thiệu cây mít mà em muốn miêu tả. Trước sân nhà em có một mảnh vườn con, dù vào những ngày hè oi ả nhất, mảnh vườn ấy vẫn luôn râm mát, bởi vì nó được một cây mít vô cùng cao lớn che chở cho. Thân bài miêu tả cây mít. Đầu tiên chúng ta sẽ miêu tả khái quát. Cây được trồng ở một góc của mảnh vườn. Cây năm nay đã được hơn 20 tuổi, cây thuộc giống mít mật. Cây cao khoảng gần 15 mét, tán rộng xum xuê. Rồi tiếp theo chúng ta miêu tả chi tiết từng bộ phận của cây. Thân cây thì to, cứng cáp, lớn bằng hai vòng ôm tay. Lớp vỏ trên thân cây khá dày, xù xì, thô ráp. Các cành cây lớn như cổ tay, dài đến vài mét. Số lượng các cành con nhiều không đếm xuể. Lá mít to, màu xanh sẫm, lúc còn non thì có màu xanh lá. Quả mít khi lớn có thể to đến như một cái nồi cơm điện. Vỏ ngoài màu nâu, cùi dày màu trắng, bên trong là các múi mít thơm ngon. Tiếp theo, hoạt động của em cùng cây mít. Tưới nước, nhổ cỏ, chăm sóc cho cây. Em ngồi chơi, đọc truyện dưới bóng mát của cây. Em ngóng chờ hái từng trái mít chín khi vào mùa. Kết bài tình cảm của em dành cho cây mít. Em rất quý cây mít của nhà mình, bởi cây không chỉ là một cái cây xanh mà còn là người bạn thầm lặng gắn bó cùng em suốt bao năm tháng tuổi thơ êm đềm. Em sẽ cố gắng chăm sóc cây thật tốt để cây mãi xanh tươi, tỏ rợp bóng mát cho khu vườn của nhà em. Rồi, sau khi chúng ta làm nhận ý rồi, chúng ta sẽ chia sẻ trong nhóm thêm vào cái dàn ý đã lập, cái từ ngữ gợi tả, hình ảnh so sánh, hình ảnh nhân hóa. Rồi cuối cùng, vận dụng sưu tầm 1 đến 2 tranh ảnh về hoạt động của trẻ em vào mùa hè. Rồi hai nhỏ là chia sẻ cảm xúc của em về một trải nghiệm thú vị trong mùa hè. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vùng tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong, các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.